Có nhà thưa luật sư rồi. Tin tưởng mà phát là có luật sư rồi. Đưa cái gậy ra. Có luật sư rồi. Đưa cái gậy này ra đó. Tin tưởng vào luật đấy. Luật sư đây rồi sẽ bảo mình là làm mở tòa là tòa người ta mất cẩn tình với mình. Bây giờ tòa đang xử đúng luật rồi. Ra đến ủy quyền luật sư rồi. Tòa đang xử đúng luật mà. Tin tưởng vào pháp luật mà không quay video, không quay một cái gì. Có luật sư rồi, có luật sư rồi, gia đình có luật sư chưa? Biết rồi, biết luật sư. Con sư đã bảo cho rồi, không có gì tao biết chứ không phải thuê. Con sư nhưng mà nhờ không phải thuê. Nhờ luật sư. Đấy, nói thế. Luật sư là không làm thế. Bây giờ này, bà con nhé, trật tự vào, các cháu đeo khăn tang vào, trật tự đứng cửa tòa chụp ảnh với luật sư, xong rồi chúng ta đi ăn trưa, được chưa? Bây giờ đeo khăn tang vào, mang ảnh ra đây đứng cửa tòa chụp ảnh với luật sư đi, đúng chưa? Không nói nữa, xong rồi chúng ta đi ăn. Được chưa? Nghe lời luật sư không? Ý bà chủ đạo dương của chúng tôi là không đồng ý trước khi không ai đi đò, thế là không cho dân chúng tôi quay, tòa sẽ làm không cho chúng tôi quay. Sao bây giờ chúng tôi nói là công an lại bảo đeo khăn tang và đứng cửa tòa chụp ảnh rồi, dương chúng tôi chụp đeo khăn tang cầm ảnh đây chụp ảnh với luật sư, xong rồi chúng ta đi ăn trưa cho bọn trẻ con nó nghỉ rồi tối trưa 2 giờ chúng ta tiếp tục. Nào xếp vào các đồng chí công an cũng đứng bên cạnh luôn, chụp ảnh các đồng chí công an luôn nhá. Thế đứng đây nào, đứng xếp hàng vào, không nói nữa, xếp hàng vào, kể cả công an đứng vào đây kỷ niệm, chụp ảnh kỷ niệm. Có phải cháu đứng vào không? Đứng vào đây con, đeo khăn tang vào, thế đứng đây chụp ảnh với luật sư, nhanh cửa tòa, bác Xuân vào đây để cho mọi người yên tâm, xong rồi đi ăn cơm nhá, không nói nữa nhá, nghe chưa? Đang nghe luật sư không? Nếu không nghe tôi bỏ về, tôi không bảo chữa nó tung bảo vệ nữa nhá, tôi nói phải nghe chứ. Tôi đã bảo vệ cho gia đình rồi thì phải nghe luật sư chứ. Luật sư nói mà không nghe thì làm sao? Cháu cứ đứng vào đi, cháu phải nghe cô, nghe luật sư thì cô mới giúp được nhá. Đứng đây có cả các đồng chí công an chụp ảnh kỷ niệm luôn, cả nhà ở cửa tòa, xong rồi trật tự đi về ăn cơm nhá. Rồi hứa với tôi là phiên tòa chiều là phải trật tự, mà không trật tự là luật sư không tham gia phiên tòa nữa, luật sư giận, luật sư bỏ về luôn, là không bảo vệ cho gia đình mình nữa. Thôi nín em, nín, chị biết rồi, bỏ xuống để chụp ảnh em đấy, tất cả đứng vào nào. Thôi nào, bây giờ đồng chí nhà báo chụp cho tôi một ảnh đây nào, vào chụp ảnh cho tôi nào, đồng chí nhà báo đây. Để cho nhà báo chụp ảnh, đúng không? Nào đứng vào đi. Nào chụp ảnh cho tôi cái. Thôi bây giờ tôi tắt cái này nhá, để cho chụp nhá.